Xin chào quý vị và các bạn. Huế là quê hương của nhiều người nước ngoài bởi những điều thân thuộc và bé nhỏ. Họ chọn Huế và dành phần đời còn lại ở thành phố này với công việc yêu thích, gia đình đầm ấm và rất nhiều trải nghiệm đẹp. Huế lặng sâu, không ồn ào, đó cũng chính là lý do khiến những người con quê hương dù đi đâu xa vẫn muốn quay về. Kỹ sư Huế đất và người ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ Jeanette Lê Thanh Tân, Việt kiều Pháp. Năm nay 49 tuổi, Jeanette đã có gần 20 năm sống ở Việt Nam và 7 năm ở Huế. Sinh ra ở thành phố Hồ Chí Minh, có cha là người Pháp và mẹ là người Việt. Năm 1975, anh cùng gia đình sang Pháp định cư. Thời tuổi trẻ của anh gắn bó với Nice ở miền Nam nước Pháp. Ở đây, anh làm rất nhiều công việc như rửa chén, bồi bàn trong nhà hàng. Năm 2000, Jeanette về Việt Nam. Anh từng làm việc cho một số resort ở Quảng Nam và Phú Quốc. Từ năm 2003 đến nay, Jeanette là giám đốc khu biệt thự Cocodo ở thành phố Huế. Thành phố này dù không phải là nơi được sinh ra, nhưng lại cho Jeanette rất nhiều niềm vui sống. Huế là thành phố quê hương đặc biệt, mang lại cho anh những điều bất ngờ và hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Vâng, tình yêu với Huế là lý do đầu tiên để người đàn ông này đến Huế. Và có lẽ quý vị cũng muốn tìm hiểu về cuộc sống cũng như những trải nghiệm mà Jeanette có được khi ở Huế là như thế nào. Ngay bây giờ thì Trang sẽ cùng quý vị gặp gỡ Jeanette. Xin chào anh Jeanette. Xin chào Thủy Trang. Khỏe không? Dạ vâng, em khỏe ạ. Huế trong những ngày mưa dầm rệt buốt như thế này thì mang đến cho Jeanette những cảm xúc như thế nào ạ? Mùa đông ở Huế thì lúc trời mưa thì anh rất là thích đi ngắm mưa. Trời rất là mát, rồi uống trà nóng của Huế là luôn nó đưa vô một cái ấm cúng ở trong mình của mình. Ngắm mưa Huế là một điều rất là thú vị đúng không ạ? Đúng rồi em. Người phải luôn luôn đi dạo ngắm mưa để lúc đó suy nghĩ sau đó ngày mai mình làm cái gì, mốt mình làm cái gì. Rồi coi cái chỗ nơi mình sống lúc mà trời mưa là cảnh khác mà đẹp. Anh rất là thích mùa đông ở Huế. Anh thích đi bộ một mình dài sông Hương, đi Đài Nội. Ở Huế 7 năm, trong mắt Jeanette, đây là thành phố đẹp nhất Việt Nam. Anh thích mọi thứ ở thành phố này. Jeanette có thể dành thời gian đi chơi, đi khám phá Huế trong những cơn mưa mùa đông như hôm nay. Di sản văn hóa Huế huyền bí, lộng lẫy và đẹp như một bức tranh cổ kính mà một lần ghé thăm sẽ không thể tìm hiểu, khám phá hết được. Và điều ấn tượng là tất cả các công trình đều hòa quyện với thiên nhiên thơ mộng. Thăm di sản Huế, người đàn ông này có cơ hội hiểu rõ hơn và yêu hơn những giá trị văn hóa của cố đô Huế đã được cả thế giới công nhận. Đó cũng là cách Jeanette dành tình yêu cho Huế. Jeanette, mỗi lần có dịp đến thăm di tích Huế như thế này thì anh cảm nhận như thế nào ạ? Anh luôn luôn thích là vô thăm Đại Nội của Huế vì lý do ở đây là rất là yên tĩnh. Anh thích kiểu hồi xưa Việt Nam lắm. Tại Việt Nam là có một cái chuyện văn hóa từ hồi xưa thì mình phải giữ cái chuyện văn hóa đó. Thì lúc mà đi trong nhà vua ở đây thì anh có một cái cảm giác giống như cái đời sống hồi xưa như sau, yên tĩnh. Là mới vậy ở Huế là lúc đó người Huế là rất là cái người yên tĩnh.
Và anh xin có thể chia sẻ lý do đầu tiên khiến anh quyết định đến sống và làm việc ở Huế là gì ạ? Anh về Việt Nam 20 năm rồi. Anh về lúc mà năm 2000. Anh làm việc đủ thứ, đến đủ thứ thành phố ở Việt Nam. Cái thành phố cuối mà lúc đó anh đến mà anh chưa đi lần nào ở trong 13 năm anh ở Việt Nam là thành phố Huế. Anh về Việt Nam năm 2013, anh đến Huế đầu tiên. Thì lúc đó anh thấy thành phố Huế quá đẹp. Nó thành phố Huế còn giữ cái văn hóa của Việt Nam. Với người Huế là lúc đó luôn luôn chia sẻ từ món đặc sản của Huế, từ cái văn hóa của người Huế. Nhạc với ở Huế là có người nhạc sĩ, nghệ sĩ, poet. Người hồi xưa thì lúc đó luôn luôn chia sẻ cái văn hóa của người Huế. Giữ lại cái gốc của người Huế ở Việt Nam là tốt nhất. Với anh làm việc ở trong cái nghề du lịch thì lúc đó anh nấu mấy món ăn là món ăn của Pháp mà anh muốn chia sẻ luôn cho người địa phương ở Huế là món ăn đặc sản của Pháp phải y hệt giống như ở bên Pháp hay là bên châu Âu. Người ta luôn luôn nói không đến Huế thì buồn, mà thiệt ra không có buồn. Ai mà lúc đó thích môi trường, thích làm việc một cái nơi mà nguyên ngày mình làm việc nhiều, mà có thời gian mình đi tham quan cây xanh, mình tham quan thành phố Huế, nó rất yên tĩnh cho mình. Chứ cái stress là cái stress mà mình phải kiếm cái nơi nào để giảm cái stress lại. Thì ở thành phố Huế là đưa cho người như vậy. Ở trong công việc của anh thì lúc đó anh làm việc từ sáng tới tối. Thì lúc đó anh không có cái áp lực. Người ta nói rằng Huế là thành phố càng ở lâu thì càng khám phá được nhiều điều thú vị. Với anh Jeanette thì sao? Anh cảm thấy điều gì là thú vị nhất khi mà ở Huế ạ? Là cái người Huế. Người Huế. Với cái thời tiết của Huế rất tốt cho người. Lạnh thì lạnh, mưa thì mưa. Mà nắng là cũng có nắng. Thì nó có một cái giống như một cái trung bình thôi. Tức là còn có sự cân đổi hai hoa. Đúng rồi. Chứ thời tiết mà y hệt nhau hoài, sống một cái nơi mà luôn nắng hoài thì không có chịu nổi. Ở đây mùa hè chờ mùa đông, tại lúc đó mùa hè thì nóng, thì mình chờ mùa đông để ăn uống mấy món Huế, mấy cái lẩu ở Huế, rồi mấy cái bánh nam, bánh lập, bánh bèo nóng, chè của Huế, nó ngon với mấy cái trà. Vừa nãy thì Jeanette có chia sẻ là người Huế cũng là một cái điểm anh cảm nhận rất là thú vị khi mà sống ở đây. Vì sao anh lại thích con người của Huế ạ? Người Huế là lúc đó nói chuyện rất là nhẹ nhàng. Anh có cảm ứng là giống như là một cái gia đình. Anh đi đâu thì lúc đó luôn luôn người Huế vui. Rồi lúc đó luôn luôn muốn chia sẻ cái món ăn. Cái đó là hay trong cái văn hóa của Việt Nam là luôn luôn chia sẻ. Và ngoài so với những thành phố mà anh đã từng đi qua và sinh sống thì anh thấy ở Huế thì sao? Có điểm gì khác biệt ạ? Hồi đó anh đi sống ở thành phố Hồ Chí Minh, Mỹ Tho là quê của mẹ của anh. Anh sống ở ở Hà Nội, Hải Phòng. Anh làm việc ở trên đảo Tam Hải. Mà sau đó cái nơi cuối của anh mà anh quyết định anh sống ở Việt Nam là ở Huế. Là sau đây anh sẽ sống lâu dài vì lý do tất cả mấy cái thành phố khác là phát triển ở trong đời mới là tất cả cái gì cũng xây dựng. Ở Huế là không có. Ở Huế tất cả cái gì là còn giữ cái văn hóa, là còn giữ nhà cổ hồi xưa. Nhiều nơi ở mấy cái thành phố khác là phá, không có còn cái cảnh đẹp của Việt Nam. Thì anh ở về Việt Nam vì lý do nào anh nhất là ở Huế anh thích là anh đi xe máy, đi chơi, tham quan, có cây chuối, lá dừa, cây thanh trà. Nó đem mình một cái ấm cúng cho mình. Rồi lớp nữa, ở Huế là cái môi trường là nó không có bị ô nhiễm đối với mấy thành phố khác. Mà giờ anh thường Huế là lý do đó, ăn uống, sống nó nhẹ nhàng. Không có cái mà stress của mấy cái thành phố lớn. Theo anh Jeanette thì Huế nên làm gì để ngày càng phát triển và thu hút du khách? Cứ giữ y hệt giống như mình hồi xưa. Là người ta sẽ kiếm một cái thành phố văn hóa giống như anh. Anh đến Huế, anh không có biết Huế.
sau đó anh từ từ anh hiểu Huế. Vì lý do nào Huế là luôn luôn y hệt. Từ năm nay tới năm sau không có thay đổi. Cái văn hóa, mấy cái nhà cổ còn giữ, chỗ du còn giữ. Món ăn thì luôn luôn cũng còn giữ. Anh đi thành phố Hồ Chí Minh 2 ngày là anh muốn lấy máy bay về Huế liền. Tất cả cái người mà lúc đó muốn một cái nơi mà rất tốt cho sức khỏe, người ta sẽ lựa thành phố Huế. Tại cái môi trường ở Huế rất là tốt. Mình xa, không có xa núi 15 cây số, không có xa biển 15 cây số. Lý do nào ông vua hồi xưa là lựa Huế để làm cố đô Huế? Thì em biết không, giống như người Pháp, lý do nào mà đi về du lịch ở Việt Nam? Tại bên bển là nhà cửa, bên bển là đường xi măng, bê tông. Thích về Việt Nam vì lý do nào? Có cây chuối, cây dừa, bãi biển. Thì người nước ngoài, người ta về Việt Nam. Mấy cái nơi khác thì nó phát triển quá trong du lịch mà lúc đó không có tốt. Nó không có cái cổ. Ở đây ở Huế là còn cái cổ của Huế. Vâng, Huế trong lòng những người con quê hương luôn có những điều đặc biệt. Là một người yêu Huế, dù khá bận rộn nhưng Jeanette vẫn luôn dành thời gian để khám phá những nét văn hóa xưa cổ của Huế. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng Jeanette ghé qua một không gian như vậy. Không gian trưng bày, thao diễn nghề may thêu ảo dài trong khuôn khổ Ngày hội ảo dài Huế. Có thể chiêm ngưỡng những bộ cổ phục, những phụ kiện xưa hay những bộ ảo dài hiện đại được thiết kế tinh tế trong không gian này. Xem các nghệ nhân thao diễn và giới thiệu nghề thủ công cũng là một điều vô cùng thú vị. Truyền thống văn hóa Huế xưa vẫn có một sức hút lớn trong cuộc sống hiện đại hôm nay. Có mặt ở không gian này, nhiều người đã có thêm những cảm nhận đẹp, có thêm niềm tự hào khi được sống cùng những giá trị văn hóa riêng biệt của cố đô Huế. Và Jeanette cũng không phải là ngoại lệ. Người đàn ông mang hai dòng máu Pháp Việt đã có dịp được tìm hiểu những nghề truyền thống lâu đời của Huế. Jeanette, anh ấn tượng điều gì khi đến với không gian này ạ? Một số văn hóa mà anh không có biết, mai thiêu kiểu Huế là anh không có biết. Cái thứ hai là áo dài Huế. Anh đi nhiều nơi ở Việt Nam thì anh thấy áo dài luôn luôn y hệt nhau. Mà ở Huế là cái áo dài Huế nó rất là đặc biệt. Rồi tất cả mấy cái nghề mà làm với lá sen nó quá đẹp. Mà có một cái tay nghề rất là lớn. Không biết là có lúc nào anh Jeanette mặc áo dài hay chưa? Và anh cảm nhận như thế nào về tà áo dài truyền thống của Việt Nam ạ? Anh mặc áo dài một lần lúc mà anh đám cưới mà anh không có thích. Mà bây giờ anh đến Huế đây, anh thấy người Huế mặc áo dài nhiều. Làm anh muốn mua không phải một áo dài mà 2-3 áo dài đó, để anh mặc mỗi ngày lúc mà anh muốn đi tham quan Huế. Cái nghề đó là nghề từ mấy trăm năm rồi còn giữ ở Huế. Đặc biệt áo dài ở Huế là đẹp nhất. Khi mà nhắc đến Huế thì người ta sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh của cô gái Huế với mái tóc dài và mặc áo dài rất là thướt tha. Với anh Jeanette thì sao, anh nghĩ như thế nào về hình ảnh này? Anh thấy quá đẹp. Nhất là ở Huế là lúc mùa Tết, là hai tuần trước Tết, 2-3 tuần là nguyên một cái thành phố là lúc đó bông Tết. Người Huế là đi ra ngoài đường mặc áo dài chụp hình là anh thấy rất nhẹ nhàng. Mà đúng là phụ nữ Huế, rồi đúng cảnh Huế, đưa cho anh một cái thắc mắc là sức đẹp của Huế là từ áo dài, từ phụ nữ. Ở Nice, miền Nam nước Pháp, quê hương của anh, không biết là có nhiều không gian tương tự như thế này hay không ạ? Ở bên Pháp thì nó có bảo tàng, nó không có tập trung nhau đủ thứ nghề ở trong một cái bảo tàng. Không phải giống như ở Huế là bên mình đó, là có cái bảo tàng thì ở trong một bảo tàng là kể một cái chuyện của cái người Huế làm cái gì Huế. Bên bển thì làm mấy cái nghề đó là mỗi nghề là nó có một cái bảo tàng. Vâng, và anh có thể kể một chút về quê hương của mình ở nước Pháp ạ? Sống bên Pháp thì anh sống ở miền Nam của Pháp, Hồ Nice, ở là khu biển. Cái thành phố thì ở đằng sau thì có vườn nho, có cái salad của thành phố Nice, salad niçoise là làm từ cá ngừ tươi. Món đặc sản của Nice là phân nửa là của Ý với phân nửa của Pháp. Tại thành phố Nice kế bên biên giới Ý, đặc sản mà anh thích ở thành phố Nice
là giống như mấy cái hải sản. Hồi đó anh trẻ anh rất là thích sống ở Nice, thành phố đối diện biển. Khách hàng là đi chơi tới 3-4 giờ sáng. Rồi sau 8 giờ, 9 giờ là khu du lịch, thì lúc người ta đi biển, rồi phơi nắng ngoài biển. Thành phố Nice là một cái thành phố mà lúc đó cái có văn hóa cổ của Pháp từ hồi xưa. Vâng, Huế là thành phố có sức quyến rũ lớn đối với giới nét, và đôi khi ngay cả bản thân của người đàn ông này cũng không hiểu vì sao lại muốn gắn bó với Huế lâu như vậy. Vậy công việc ở Huế của giới nét là như thế nào? Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá. Đây là khu biệt thự, nơi Jeanette làm việc trong 7 năm nay với vị trí là một giám đốc điều hành. Mình làm được với anh Jeanette 1 tháng rồi. Anh Jeanette là một người rất là thân thiện, luôn luôn giúp đỡ nhân viên và chia sẻ những công việc và kinh nghiệm và ngoại ngữ. Anh là vừa năng động vừa thân thiện và luôn luôn là chăm sóc khách hàng là tốt nhất. Mặc dù anh có 2 dòng máu trong người nhưng anh luôn luôn hướng về người Việt. Phong cách làm việc giữa người Âu và người Việt rất là kết hợp. Mình làm việc với anh quản lý Janet cũng gần 4 năm rồi. Mặc dù anh là quản lý nhưng anh luôn tạo sự gần gũi đối với nhân viên, luôn giúp đỡ nhân viên và đồng hành cùng nhân viên làm việc. Bởi vậy từ lúc mình mới vào làm thì mình chưa biết nhiều, nhưng mà sau một thời gian làm việc thì mình có kinh nghiệm nhiều hơn, phục vụ nhân khách hàng nhanh nhẹn hơn và luôn đặt khách hàng lên trên. Vì anh đối với anh quản lý là khách hàng là trên hết. Cái muối là anh xả lên cái đá để cho nó nóng. Là người mang một nửa dòng máu Pháp, Jeanette luôn giữ văn hóa truyền thống Pháp. Đối với anh, đó là một điều tự nhiên. Và anh vô cùng hạnh phúc khi mang văn hóa ẩm thực Pháp truyền thống đến với Huế. Người ta thấy cái phần bò này nó y hệt như cái búa. Da đỏ Mỹ người ta đặt tên là châu máu. Hàng ngày, Jeanette đều yêu thích từ tay chế biến những món ăn Pháp một cách tỉ mỉ. Đây là món bò đuộc lo phong cách Pháp do anh nghĩ ra công thức. Đối với Jeanette, nhà hàng này không chỉ là nơi kinh doanh, mà hơn thế nữa, đó còn là nơi anh có thể chia sẻ những vẻ đẹp lâu đời của văn hóa ẩm thực nước Pháp và cả những câu chuyện hấp dẫn về một trong những quốc gia xinh đẹp nhất của thế giới. Cái hay nhất của anh Jeanette mà Tâm thấy đó là niềm yêu gia đình. Toàn bộ tình yêu thương của anh đều dành cho 2 đứa công chúa rất là đáng yêu và người vợ của mình. Là cái đầu tiên là mình rất là quý ảnh. Tiếp theo là anh trong công việc anh cực kỳ sáng tạo. Rất là sáng tạo. Mọi điều mà anh làm từ tâm huyết của mình, đó là điều mà Tâm thấy. Mình còn học hỏi được anh rất là nhiều điều nữa. Thì cái đó là Tâm thấy là rất là may mắn khi có một người bạn nhân Jeanette. We often come here to Janus, our local hangout place. The food is really good, we really enjoy the French flavor, and they're always friendly and helpful, so we love coming here. Thì Trang rất là vui vì ngày hôm nay được thưởng thức những món Pháp nguyên bản. Vậy đặc trưng của món Pháp là gì vậy Jeanette? Món Pháp đặc biệt là phô mai Pháp. Tất cả món từ món đầu tiên của Pháp là món salad tới món dessert luôn á, là luôn luôn có phô mai hay là nấu với kem tươi. Khẩu vị của người Tây là ăn như vậy là nó béo, có đủ thứ loại phô mai. Thì mỗi lô phô mai mình chế biến với phô mai đó qua cái món chính cũng được. Món thịt, món cá, món chay cũng được. Nước Pháp là có nhiều món đặc sản là giống như phô mai, thịt nguội. Và anh học cách nấu những món Pháp này từ đâu ạ? Lúc đó anh 14 tuổi, mấy ông chú dạy anh tất cả cái phong cách nấu chế biến kiểu Pháp, kiểu hồi xưa. Là từ cái test của cái sauce, lúc mà khách hàng kêu mới làm. Lúc đó tất cả mấy cái món đó, hồi xưa là làm đồ tươi, không có xài đồ đông lạnh hay là đồ hộp. Anh đi ăn nhà hàng ngon nhất ở bên Pháp để anh biết cái khẩu vị nó như sao. Người nổi tiếng mà anh học là ông Paul Bocuse, nhà hàng nổi tiếng nhất của Pháp. Anh cũng có học với một số người bếp trưởng lớn dạy anh tất cả mấy cái món gì mà đặc sản của Pháp.
Người Việt Nam cũng có thể chế biến món Pháp theo khẩu vị của họ. Theo Jeanette thì để nấu món Pháp ngon và hấp dẫn thì cần phải chú ý những điều gì ạ? Chú ý một là mấy cái rau của Pháp, mấy cái rau rồi là cái phong cách nấu. Chế biến một cái món Pháp là nó có nhiều mức cái làm, mà mình phải tôn trọng mọi mức. Cái dầu olive nó phải lửa nhẹ, hay là nấu với bơ thì phải cho cái bơ nó chờ từ từ nó tan. Muốn làm cái sốt phô mai á thì lúc đó là nó phải chờ cái phô mai nó tan từ từ, đừng có lửa mạnh không ấy nó cháy cái phô mai. Rồi sau đổ vô là lúc đó một cái số thực phẩm thì lúc đó làm nó cái sốt nó khác liền. Vậy thì Jenna cảm thấy ẩm thực của Huế như thế nào và anh thích ăn nhất những món ăn gì ạ? Ồ, món ăn ở Huế anh thích lắm. Cách đây 7 năm anh đầu tiên anh đến Huế thì anh nói em thiệt anh không có biết nhiều. Mà sau đó anh ăn bánh năm bánh lọc ở Huế nó khác liền. Vì lý do nào? Từ cái người làm ở đây nó tươi, luôn luôn tươi. Với cái số lượng người Huế ở đây ăn mỗi ngày bánh năm bánh lọc, bánh bèo. Rồi đặc biệt là cái ớt của Huế. Anh rất là thích cầm chai ớt nó cắn, nó cay chút xíu nữa. Sau đó nó ăn vô miếng chả vô nó làm ngon cái miệng. Ở đặc sản ở Huế là anh thích là không ấy trời lạnh đó, thì miếng tô bún bò Huế nó có cái chả cua. Anh mỗi lần kêu 4-5 cục chả cua chấm vô nước mắm với ớt xanh đó, ngon. Rồi cái nước lèo của người Huế làm rất là ngon. Ăn với rau, chấm rau, rồi cái thời tiết nó lạnh, rồi ăn vô nóng nó, rồi nó có cái văn hóa, tất cả cái gì cũng im lặng ở Huế. Nó đưa cho mình cái gì đặc biệt đó, trong cái lòng của mình đó. Vì lý do nào mình thương Huế? Thì Trang thấy là nhà hàng của Jeanette đã trang trí Giáng sinh rất là đẹp. Vậy anh thì Giáng sinh có ý nghĩa như thế nào? Giáng sinh hay là năm mới, trong nghề này thì mình làm việc thì mình phục vụ khách hàng. Hôm nay mình gặp hơi khó khăn, anh cảm ơn khách địa phương của anh nó luôn luôn đến ủng hộ. Năm nay nó nhân viên anh muốn làm cái trang trí đẹp nhất cho khách địa phương. Vô đây là y hệt như mình đang ở trên núi, ở trong một cái nhà hàng trên núi của Pháp. Đối với anh Giáng sinh thì lúc đó là một cái ngày mà nó rất là quan trọng. Tất cả người ở trên thế giới là lúc đó chờ cái ngày Giáng sinh để gặp nhau với gia đình, là Noel, là đèn kim tuyến, cây sapa, rồi lúc đó món quà. Trong khoảng thời gian 7 năm sống ở Huế thì anh thấy cuộc sống cũng như là công việc của mình như thế nào ạ? Anh thì thấy anh rất là sướng. Anh được ở trong một cái thành phố còn giữ cái văn hóa của Việt Nam, làm cho anh hiểu biết anh là người Việt Nam. Vì lý do nào là anh trở về nước Việt Nam không có cần tiền nhiều. Anh có con gái của anh, hai đứa đúng, thì anh hạnh phúc. Vâng, thì Trang xin cảm ơn những chia sẻ rất là thú vị của Jeanette trong chương trình ngày hôm nay. Và xin chúc anh sẽ có thêm thật nhiều trải nghiệm đẹp khi sinh sống ở Huế. Cảm ơn Thùy Trang nhiều. Je vous remercie beaucoup de m'avoir assisté. Et j'espère vous revoir bientôt. Et merci de m'avoir laissé partager ma vie dans la ville à Huế. Merci beaucoup. Với Jeanette, gắn bó ở Huế trong một khoảng thời gian dài là một sự lựa chọn đúng đắn và nhiều điều thú vị. Thời gian trôi đi ở thành phố xinh đẹp này đã mang đến cho người đàn ông này một nguồn năng lượng tích cực đủ để sống và làm việc. Huế chính là quê hương xinh đẹp của Jeanette. Kỹ sư chân dung Huế đất và người của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế đến đây cũng đã khép lại. Thưa ra xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.